Streamer Hy Nam tối vừa đi nét đêm với em trai Mưa 2K3 trên livestream. Hy Nam là một streamer nổi tiếng với cộng đồng người hâm mộ từ game Liên Minh Huyền Thoại ở Việt Nam. Anh được biết đến khi thường cầm vị tướng Draven và múa kiếm điêu luyện. Khi sự nghiệp đang lên vào khoảng năm 2020, Hy Nam ít hoạt động hơn sau khi kết hôn và lui về chăm sóc gia đình. Tuy nhiên mới đây, Hy Nam bất ngờ livestream tố vợ ngoại tình. Cụ thể, anh cho biết vợ đã đi chơi từ ngày hôm trước và không về nhà và không liên lạc được. Khi anh liên tục nhắn tin hỏi thăm về địa điểm mà Quỳnh Châu ở qua đêm thì cuộc tranh cãi bắt đầu diễn ra. Hy Nam không giấu được nỗi niềm xúc động trên livestream, anh nhiều lần muốn bật khóc về câu chuyện này. Hy Nam cho biết từng bị vợ cũ tác động vật lý khi vô tình nhìn thấy tin nhắn thân mật giữa vợ cũ và người thứ ba. Người này từng xưng hô với Quỳnh Châu là vợ yêu. Sau khi bị tác động vật lý, Hy Nam không nổi nóng và phản ứng lại với vợ cũ, nhưng liên tục lại bị Quỳnh Châu lừa dối trong chuyện tình cảm. Theo những dòng tin nhắn của vợ cũ, nàng cho biết Hy Nam không còn quan trọng với cuộc đời cô nữa. Được biết Quỳnh Châu có quan hệ thân mật với một chàng trai tên là VH. Trước đó, Hy Nam nghĩ vì tính chất công việc nên mới nhắn tin nhiều với VH, nhưng khi người thứ ba vào Hà Nội thì Quỳnh Châu liên tục đi sớm về khuya. Hy Nam khẳng định không muốn mất đi sự nghiệp về những drama không đáng có. Anh đã có một con nhỏ nên vì thế muốn tập trung sự nghiệp kiếm thêm thu nhập. Nhưng tức nước thì vỡ bờ nên anh đành phải nói ra tất cả. Tôi nói thật, tôi không muốn công khai câu chuyện phức tạp này, nhưng tôi hỏi thì tôi không nhận được sự tôn trọng, chàng streamer chia sẻ. Trước đó, trong một video của Hy Nam khi anh chàng streamer này tỏ ra thân mật với một cô gái khác khiến vợ của anh rất phiền lòng. Tuy vậy, bẵng đi một thời gian thì câu chuyện này tưởng đã trôi qua, nhưng thì Hy Nam lại phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác. Được biết vợ cũ Hy Nam là Đỗ Phạm Quỳnh Châu, cũng là một streamer nổi tiếng trên mạng xã hội. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và nhan sắc từ hot girl nên nàng cũng gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Ngay khi vừa đăng tải, livestream này của anh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đoạn clip kéo dài hơn một tiếng, cao điểm có hơn 11.000 người xem cùng lúc. Bên dưới livestream, nhiều người không khỏi thể hiện sự bất bình, bức xúc trước những gì mà nam streamer phải chịu. Nhiều fan còn để lại bình luận động viên Hy Nam. Nguyên do bởi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, khi là streamer sở hữu lượng người theo dõi đông đảo, anh quyết định gác lại tất cả để chăm sóc vợ đẻ cũng như toàn tâm toàn ý lo cho con gái. Từng là cái tên ở đỉnh cao trong làng streamer, những năm gần đây, anh gần như không có bất cứ hoạt động gì trên mạng xã hội. Về phía Hy Nam, xuyên suốt livestream, anh cũng khiến nhiều người lo lắng khi liên tục cho thấy sự suy sụp, tiêu tụy và giọng nói nghẹn ngào khi kể về câu chuyện bị vợ cắm cho cặp sừng. Hiện tại, sự việc đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hy Nam là cái tên không quá xa lạ với giới trẻ, nhất là với cộng đồng game Liên Minh Huyền Thoại. Hy Nam tên thật là Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1991, là một streamer về game trên YouTube. Hoạt động chủ yếu của Hy Nam là livestream về tựa game Liên Minh Huyền Thoại với vị tướng tủ là Draven. Hiện tại, kênh YouTube của Hy Nam đang sở hữu hơn 500.000 lượt đăng ký. Ngoài ra, YouTuber này còn sở hữu trang fanpage với hơn 325.000 lượt theo dõi. Một trong những thành tích nổi bật của Hy Nam là từng cùng với các tuyển thủ 10X giành chức vô địch giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Hanwha Live Esports Clash of Superstar với thành tích bất bại.